đang đón xem video của em nhá. Và hôm nay làm cái video đến với tất cả anh em thì có một cái sản phẩm mới muốn giới thiệu và thông tin tới tất cả mọi người. Thì ở đây trước dòng trước mặt các bác đây là một cái dòng này là có tên gọi là dòng ủng yếm. Trước tiên chúng ta đi vào xuất xứ của cái dòng ủng yếm này. Xuất xứ đó là sản xuất tại Việt Nam, hàng của công ty Hoa San anh em nhá. Đều có dập logo Hoa San. Đấy, hình con ngựa ở dưới đế giày này. Và đi vào cái chất liệu của nó là 100% nhá. Chất liệu này là bằng nhựa polye đều có ở trên ghi. Anh em thích biết về chất liệu polye như nào thì chúng ta hãy vào trang web chúng ta search. Chất liệu này rất an toàn cho người tiêu dùng, an toàn cho sức khỏe của tất cả anh em khi sử dụng cái dòng ủng này. Tại vì toàn bộ 100% nguyên phụ liệu xuất xứ từ Việt Nam chúng ta sản xuất. Không phải hàng, nói luôn hàng này không phải hàng tàu. Hàng tàu thì anh em dùng có thể chúng ta đi vào chân chúng ta sẽ có một chút nào đó chất liệu không lành mạnh, chúng ta sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Riêng về dòng này em cam đoan với anh em nhé, dùng rất là an toàn cho sức khỏe của tất cả mọi người. Và dòng ủng này chất liệu 100% nhá, là không thấm nước. Không thấm nước vào, loại này là loại dày bao bền cho anh em luôn. Và dòng này là dòng ủng một lớp, ở bên trong có một tráng một lớp chống thấm nước anh em nhá. Và cái chất liệu này này, anh em đi bao cho chúng ta lội nước này, chúng ta đi săn bẫy vào ban đêm này, chúng ta trời mưa lũ lụt các thứ, anh em yên tâm là không sợ ướt người, không sợ lạnh người. Và chúng ta đi bắt tôm, bắt cua, bắt ếch ở dưới những cái vùng thụt hay là những cái khu còi nghè ngòi kè suối xếp, và chúng ta không sợ ướt người, không sợ lạnh, tha hồ lội dưới nước anh em nhé. Và về size cỡ của nó thì nó đầy đủ các size, từ size 38, size 40, 41, 42, dành cho anh em chân nhỏ chân to chúng ta đều có thể ok được hết. Và đây, và đi kèm với nó đây, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, đi kèm với nó là kèm theo một cái dây như này, dây này là dây đeo bụng, dây chúng ta thắt ở bụng đó, còn hai bên là đều có dây đeo như này. Đấy, dây đeo này toàn bộ dây dệt bản to này, rất là bền cho anh em này, chúng ta bền, rất là bền và chắc chắn cho chúng ta khi chúng ta đi lên người này. Và bây giờ em sẽ đi vào test luôn, em sẽ mặc luôn cho tất cả chúng ta ngắm về cái dáng ủng này anh em nhá. Đây ủng đây, dày của nó thì toàn bộ dày làm theo hình dáng ủng chúng ta đi trời mưa đấy ạ. Đế của nó đế kép rất là dày nhá, chúng ta tha hồ lội, chúng ta kể cả dẫm vào thủy tinh chúng ta yên tâm không sợ thủng đế dày, tại vì đế kép nhưng vẫn đảm bảo độ mềm mại cho chúng ta lội nước và lội bùn nhá. Tha hồ rút ủng nhá. Đấy các em thấy không? Đế kép này rất là dày dặn này. Đấy, chúng ta dẫm thủy tinh, dẫm gai, dẫm cây, dẫm que cũng không bao giờ sợ thủng chân nhá, rất là yên tâm. Chất liệu đem bao cho các anh em luôn, bao đẹp luôn. Còn nói chung là có cả hàng tàu thì bọn em không bán tới cái tay người tiêu dùng, hàng tàu thì nó rẻ hơn. Nhưng mà hàng tàu nó sẽ không đảm bảo được như hàng Việt Nam. Hàng này là hàng của công ty lớn của công ty Hoa San luôn nhá anh em nhá. Đây chúng ta đeo vào người như này. Về cái độ dây này, người em thấp, người con gái thấp thì em phải bắt chéo này nó mới vừa được người anh em nhá. Anh em nào mà người thấp bé nhẹ cân thì cũng bắt chéo này để đảm bảo độ gọi là vừa vặn hơn và nó giữ được quai, nó không bị tụt xuống khỏi vai anh em ạ. Đấy, chúng ta bắt chéo như này. Đấy, về cái phần đeo thì chúng ta có thể đeo cái dây này vào bụng này để cho nó cố định cái ủng chúng ta không bị tụt xuống này. Đấy, vòng bụng của chúng ta đến đâu thì chúng ta thắt dây đến đấy, tại vì nó có cái lẫy tăng giảm ở đây. Đấy, em thấy không ạ? Hình dáng rất là đẹp. Chúng ta nhìn rõ không ạ? Về chất liệu nhìn nó rất là khôn cái ủng luôn. Đây, toàn bộ màu của nó màu vàng ri anh em nhá. Đây. Lên đến tận ngực luôn, chúng ta tha hồ lội. Tha hồ lội mà không sợ ướt người. Đó. Rất là đẹp luôn. Đấy. Ủng đi rất là chắc chân luôn. Cái ủng này là loại dày anh em nhá, em nói luôn loại dày. Giá của nó chỉ có bên hơn 300.000 nhà em đang bán thôi. Còn trên thị trường có loại hơn 200.000 nhưng nói luôn loại mỏng. Loại đấy là loại mỏng và loại xuất xứ từ hàng Trung Quốc. Thì nó chỉ có hơn 200.000 thôi. Còn nếu anh em tin tưởng em qua shop ủng hộ cho em giá trên 300.000 loại này nhá, em nói luôn giá nhá. Giá chỉ bên trên 300.000 thôi ạ. Còn anh em không tin tưởng có thể vào trong Shopee hoặc lên Sen Đỏ chúng ta search. Ở trên đấy người ta đang bán 370, 380 không bao cước nhá. Còn nhà em bán trên 300.000, nhà em đã bao cước về tận nhà cho anh em nhá. Đấy anh em có nhu cầu mà chúng ta đang cần mua cái loại ủng yếm này, chúng ta qua shop ủng hộ cho em với. Còn giá cả là như vậy anh em nhá, anh em nào ok thì chúng ta đặt hàng. Và ngoài ủng yếm này ra thì bên em còn đầy đủ các dòng lưới đánh chim đêm, loa âm ly, loa đài, nói chung là tất cả các dòng loa âm ly để chúng ta phục vụ chúng ta đi săn bẫy trong mùa vụ. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì qua shop. Đấy, hay đăng ký kênh giúp em.
và ủng hộ cho em với. Bác nào thấy hợp lý và ok chia sẻ kênh giúp em. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian ngọc vàng để chúng ta đón xem video. Hẹn các bác ở những video lần sau ạ.